Bỏ mẹ bình đồng y từng lái lăng ní sau 10 bình đồng hào bỏ mông mòi vài tèm, chuyển mưa lan điểu nhỏ kỳ co bọc. Nắm bỏ mẹ bình đồng cần tay cần mỏi dù phải tấy sử thành, co bọc sơ một di sản sớp nắm nghệ thuật diễn sưởng, sinh hoạt lễ hội, kiên hàng sơ liếng kỳ bỏ mẹ bình đồng. Cuồng trường ngầm kỳ bỏ mẹ bình đồng, co bọc vừa sở án cục co kỳ lễ hội, vừa sở biểu tượng kỳ phu chủ quang tùa, lơ nhóm bỏm hên mà, chú song điên phả miền mà hờ phục cần. Cuồng lễ hội, miệt chú làn diễn sướng có lơ đầy nhọc, su bỏm nắm co bọc, hờ hên đầy làn phong tục tập quán việc ế kín kỳ bình đồng. Nì sở một sinh hoạt văn hóa sơ liếng, bỏm nắn sở lễ hội đoàn kết bỏ mẹ bình đồng, ế thờ kiên hàng tương un im muôn trùng. Sau một bài tài liệu nghiên cứu văn hóa dân gian cần tay cần mỏi, sở lê hồi nhỏ co bóc, cần tay hiệc sở lê kim chiếng bọc mảy, bao sở lê trà chiếng, trà mùn, lê sàng khàn, nhằng cần mỏi hiệc sở lê bồn bồng. Hiện tẻ nản sở lê cấp sắc hờ một xây mó, bao sở ảo mảy. Tay chở mất giam, mắc chở chịp xảy, bí nỏng mặc mà sọc, miền xó xùm xây mó ảo mảy, miền xến xó nắm lan sân, miền xa khoai bệnh. Chà ớn xùm thay mó ảo mày, lại cần có lơ mà xó, miền ên lục may lục liềng kỳ xùm xây. Lê mùa nhó co bóc, nàn sơ co khạp, miền lục may lục liềng, hơ hến đầy sái chớ chà ớn kỳ chào đôi nắm xùm chà mó ảo mày. Mó nguồn là truyền thống từ đâu rồi? Mò mùn sở truyền thống kỳ phù tay lê đại truyền te xì nỉ cái xì nơ sập chơ ngâm kỳ bò mẹ bí nỏng chơ chếp xảy sở bí nỏng là xó phi thén hờ sân mlung du mường lùm miền xa bệnh cặp lơ tẻng xía lan mút phí hờ bò mẹ bí nỏng chú cân nơi đại chìn khoe kiên hèng út im hàng mì. Cái bên ngoài hở hến, có bó kỳ cần tay, cần mỏi thanh hòa, có bác song lái bỏ mẹ bí nòng cần tay ưng, sở một công trình nghệ thuật đầy ếch lai song. Mòi mệt chủ nà, có bó kỳ cần tay cặp cần mỏi, sở có bó mì lái song của. Mệt chủ song có lớp đầy tàng bến tay mục chớ, cặp tinh đoàn kết kỳ bỏ mẹ bí nòng. Sắp khoam kỳ chú nghệ nhân, miền ếch đầy có bóc, nắm hàng bàn bóc hóa, bí nòng sờ phai xía khở một bướn phả, bay khảo căng pa, sọc lái nào có, miền ếch bến. Khao khỏ pa khừng hầy, sọc lan có mìn, cặp lan có trục bục, miền ếch kinh hở có bóc, cặp ếch bến làn bóc hóa. Bóc kỳ có, lơ đầy ếch bến làn mày có chẳng vàng. Kinh kỳ có, sờ ếch bến, lan có luồng thầu. Dù mà cục bó có lớp đầy trang trí tươm, làn hình ký làn neo tốt nục, nóng nằn sờ mì tươm làn dùng củ, miển phưa nà, cặp làn neo tốt sạt, giòn tung mùa tốt khoai. Cuống kiên hèng, bí nỏng phú tay là ngoài nhỏ co bó, sờ một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật kỳ bỏ mẹ bí nỏng. Giống nằn, mệt chục cân căng bảng, nọc bản, có lớp mì quyền bỏ mà tham giá. Ni sở phân lớp đầy bỏ mẹ bí nòng còn nhất cuốn làn lễ hội, cặp chế đỡ cười phiêu hèn đầy lái bỏ mẹ bí nòng lớp bỏm tam giá. Dù lễ hội, bí nòng có lớp mì nò nà, cơn đỡ có nùng hơi chảo, làn bổ xin sửa đi nhất. Cuốn sinh muôn kỳ con giam, mì te giàn tăng bù. Sở cha mó ảo mày, vừa báy vừa nhọc, vừa bông ngoài có bóc vừa hát. Từ mà sở bỏ mẹ bí nòng bỏng nhọc, dù có bóc mì lái màu đi tá. Đánh triển mưa lan phân kỳ co bóc, xung cân xung tuôi kỳ bán cân tay hở hủ, lan cho diễn nỉ, phần lái sở lỡ úp khơn kiên hèng chú mử, kỳ bò mẹ bí nỏng, cuống lai xì tặng bàn tặng mương, cặp bộ tặng kiên hèng mơ. Bông ngoài lan điều mùa hào mi thể hên đầy, lá hình ảnh có lỡ đầy hên mà đi ngàm. Xong một bôi khẩn hầy, một bôi bay bật bá, bao sở một khạp khẩn pa, miền áo no mày. Hờ hên đầy kiên hàng, ít việc, cạp phong tẻng, kỳ phục cân nắm điên phả. Việc kháy tục lễ, nhỏ co bóc, bao tỏ mì y nghĩa quan trọng, mì lan xong đoàn kết cộng đồng, mà nhàng mì lái y nghĩa, giáo dục, hô chớ, đi ngàm, kỳ bỏ mẹ bí nỏng.
hình thức nghi lễ cho diễn vô hồi nhỏ có bóc giờ hơi hến đài lan song cộng đồng đi ngàm nản sớ trước con bình đẳng bao bắn mà sở cân hàng mi cân khó hải kỳ phục cân nắp phục cân kỳ phục cân nắm đinh phả cặp làn sân. Cái lễ hội này thì cũng là ông cha để lại, xa xưa để lại. Thì lễ hội nhỏ có bóc đầy búp báu miền ma hờ tộc khoai. Còn đâu tộc khoai có lỡ còn lăn cấp chính quyền lưu vương ngoài hớn, hoạt kinh hèn chức ngâm, kỳ bò mẹ bí nỏng. Miền tộc khoai tìm hèn, tóng hiệp sư ma lan con lý văn hóa, kỳ búp báu miền ma hờ tộc khoai. Cái lúc trẻ sau này để tiếp cận lấy, và không làm mất đi những cái của ông cha xa xưa để lại cho mình. Đôi nắm bò mẹ bí nòng cần mỏi du Thanh Hòa. Tiết mục nhỏ co bóc, sờ phân hồi chứ đỡ có đầy bò mẹ bí nòng mặc hơn mệt. Te cần thầu hoặc sum cần non, cần đỡ có mì thể mùa cặp nhọc đầy. Mùa co bóc, sờ cục co mì te lễ hội bồn bồng kỳ cần mỏi Thanh Hòa. Ni sờ mô tiết mục cung hớn xí xí pét trò diễn du khem co bóc. Chờ lan con xàm, lê ti khẩn bùng bùng bì bì, sờ bò mẹ bí nòng cục co, có ma nhọc, su khở cao bọc. Mệt chủ cân có núng lan bổ xin sửa kỳ cân mỏi, cặp mi te khăn rằng, nản sự ăn khắn miền nhỏ cao bọc, sao cỡ xăm mét, mi màu lẻ bao sờ màu đén, màu cắm. Chờ lan pu lan ảo sung tuôi, ma nhọc mùa, sờ sung cân non, đền đà sự có bỏ mà tham giá. Cuống chờ nhọc chờ mùa, kháu còn mi thể mời tươm cụ bà, khá buồn bùng, sờ càng mi lách cân càng muộn. Có te làn giòn nỉ, lê hiệp hèn tham giá kỳ lai cần, năm lai xì, lái nèo tay bao bê điếu, tạp bến làn giòn muộn chùm. Mì một giòn, muốn đi của, nản sờ chờ ma tham giá lê hồi buồn bồng, bao cần đớ, lê đẩy, bang mưa căng trần, sờ phai báy, mệt chờ mồm chắc đẩy. Nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Tằng, su bản lỏ xa cào ngọc mường phù súng ngọc lạc, như mời hớn hộp dịp bí xếp hèn năm nghề, lợi áo hẳng mảnh xa bệnh, trói cần, có giòn bớn nản tí, ảo có xếp hèn nắm làn điểu hát, điểu nhọc bồn bồng. Sắp khoam kỳ áo tặng, bồn bồng sơ mốt sinh hoạt văn hóa, hờ hến khươn kinh hèn kỳ cần mừng cổ, nắm làn hình ảnh kỳ pu kỳ pa, kỳ hải kỳ na. Vai trò tổng hiệp kỳ phục cân cuống lái xì lịch sử phục tặng đi nằm cặp dư đi nằm sớ lan song triển muộn triển trùng lan kinh nghiệm cuống ít kín hơn thong xì cần nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Tằng lơ báy tê bắc khảo nam áo bay sạp lan không đí nèo tài chầu lơ cái lai bản mường bao bê điếu miền sao lưu chuốc nà cặp trình diễn ở bòm nắm bì nòng bản mường có lơ tham giá lai khảp thí văn hóa văn nghệ cặp ao mà đầy lái thành tích súng lăng mắc khắp thí chất chùm kỳ ảo nằn sờ hên đầy lan son mắc ma kỳ lai cần xóm hở loại hình bồn bồng. Ở cái niềm ba mê, cái niềm đam mê của tôi đó là đối với người dân tộc Mường thì là tôi cũng say mê lắm mà cũng ham lắm mà cũng thích lắm cho nên là cũng do cái ưa khoai lơ mì lái chưa mặc đôi nắm văn hòa kỳ búp báu miền ma hở cần mỏi tay làn giòn mặc trên nẳng khoai trắng mì thể dưa đầy bồn bồng mắt chờ lơ đẩy mời bay diễn sờ túy khoai ồm khai khoai có hên khoe khoai hên trùng giòn nằn sờ khoai có mít chớ lơ bay ít sập trừ quân khai óc lan khắp bồn bồng sờ lan song của kỳ lan cha mó ảo mày khai cuống kinh hèn văn hóa mưa nỉ mà lơ biến sinh hoạt cộng đồng quảng tùa có te làn giòn mặc chớ kỳ bồn bồng mà chủ đạo sờ nhỏ co bóc đôi nắm sum cần non mà văn hòa kỳ cần mỏi trăng hèn hăng mà hoạt giòn nằn cây nằn lan không lý ngam lơ đầy sư mà cặp nhỏ súng bom nằn lơ bàng xí làn hù tục bao xoay làn mê tín xì đoàn cung kinh hèn kỳ bò mẹ bí nòng lơ đầy bòm khoa cuống làn giòn muốn chung kỳ lan lễ hồi bí nòng sờ cỏ lơ tạm lườm xía làn nặc nơi chủ mử lơ mì tươm hô chớ man ệt kín buộc tảng kinh hèn mùa một hàng mì un im hớn nhỏ co bóc sờ một tin ngưỡng phân hòa lơ hên mà te hàng bản bí cái cúc kinh hèn kỳ bò mẹ bí nòng cần tay cần mỏi Thanh Hòa năm việc sức ma mưa nỉ sờ bò mẹ bí nòng lơ nhỏ súng lễ hội kỳ búp báo miền mà hờ miền ệt đi tươm lan không đi văn hòa kỳ chủ neo tay Việt Nam.